Hôm nay Tứ Tâm tới Tứ Tâm tới Fairwood Library nè. Nghe cái chuyện nè. Nghe cô cái chuyện nè. Con chơi đi, Tứ Tâm chơi đi. Khi mà tàu vũ trụ bay cao là cao thì con mình mà bay buổi tối thì mình sẽ thấy ai? À, sẽ thấy mặt trăng. Rồi. Wow, giỏi quá. Tao muốn đi. Thì có nhiều cái lồng đèn. À. Có thể để xuống đây nha. Bây giờ ít tình mình xuống thì tao muốn đi xuống có thể đọc sách cho tao muốn đi. Tao muốn đi. Mình hơi bị rồi. Ở con càng ok. Tham giải đó. Bây giờ con biết không? Trong người Việt Nam của mình á, mid autumn. Good job, Tư. Đẹp quá. Sometime in September, when the full